đúng rồi, đúng rồi. Bác đang mang dép gì? Con tặng bác đôi dép này. Bác mang thử dừa không bác? Nhỏ, size lớn nhất đi anh. Size lớn nhất thôi có vậy? Không? Size có 38 hả? À. Anh ơi, size lớn nhất 41. Lấy size 42, 41 gì không? Dạ rồi, lấy con người. Hả? Dạ, 4142 gì á. 4142 nha. Đây, 44 luôn. Ok luôn. Không, rồi, ok, được tuyệt vời. Đây. Rồi, tuyệt vời không anh chơi. Đây, chắc nè, cái này dừa này bác. Nó thử thử đi bác. Rồi, mai mốt rồi bắt mang